thời gian qua công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân. Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được quan tâm, quy trình thời gian xử lý hồ sơ công việc được rút ngắn và công khai minh bạch. Văn phòng đăng ký đất đai Thái Bình vẫn tiếp tục thực hiện quán triệt cái chỉ thị 09 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thứ hai nữa là tiếp tục quán triệt thực hiện cái chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản 3234 về ngăn chặn có hiệu quả việc nhũng nhiễu của các cái công chức trong cái việc thực hiện thủ tục hành chính. Năm 2022, Văn phòng Đăng ký Đất đai Thái Bình đã cấp trên 550 giấy chứng nhận cho các hộ gia đình tại các khu đô thị, tiếp nhận thẩm định ký gần 33.500 giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân. Các chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai đã tiếp nhận hoàn thiện gần 11.000 hồ sơ chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố ký giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình cá nhân. Trung bình cứ một tháng là khoảng hơn 1.000 hồ sơ, với khối lượng rất lớn và con người thì có hạn và địa bàn rất rộng, nên là chi nhánh cũng đã bố trí công việc và sắp xếp và cử các cán bộ luân phiên nhau, thậm chí làm cả thứ bảy nhật để làm sao mà đáp ứng được cái nhu cầu của người dân. Huyện Kiến Sương thì có hai cái thủ tục mà giải quyết đánh cái năm tại chỗ. Thứ nhất là cái giải quyết cái khai thác thông tin, tiếp nhận và trả kết quả ngay trong buổi và tại trung tâm hành chính công, và tiếp đó là cái giao dịch đảm bảo cũng là thực hiện ngay trong ngày. Công việc hàng ngày của tôi thì ở đây công dân lúc nào cũng lĩnh vực, riêng lĩnh vực đất đai lúc nào cũng đông công dân nhất, và cái mức độ hồ sơ cấp xã chuyển lên thì cũng không được hoàn thiện đầy đủ ngay từ bước ban đầu, nên chúng tôi cũng vẫn phải kiểm soát hết lại tất cả các hồ sơ, các đầu mục. Đôi khi mình phải hướng dẫn một lần không hiểu, phải 2-3 lần, đôi khi mình phải gọi điện để cho cán bộ địa chính xã để phối hợp với trên này để hướng dẫn cho công dân đỡ phải đi lại nhiều. Khối lượng công việc thì cũng tương đối là nhiều, tuy nhiên thì trong đối với cái công việc chỉ đạo và thực hiện của anh em trong đơn vị thì cơ bản là cũng hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ được giao. Thì trong năm vừa rồi thì cũng có một số các cái thủ tục, rồi là các cái phần mềm mới để thực hiện quản lý chặt chẽ hơn trong cái công tác quản lý đất đai, ví dụ như là phần mềm VNG, rồi là thực hiện luân chuyển thông tin thuế điện tử, thì cũng anh em ở trong cơ quan thì cũng thường xuyên trau dồi kiến thức và tiếp cận kịp thời để thực hiện các cái công việc đảm bảo được cái tiến độ, và cũng đã được Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh đánh giá là thực hiện tốt nhất trong các cái huyện ở trong tỉnh. Trong cái quá trình giải quyết hồ sơ thì về cơ bản là chúng tôi giải quyết rất là tốt. Công dân cũng phối hợp rất là tốt và thành phần hồ sơ rất là đầy đủ. Tuy nhiên bên cạnh đó thì còn có nhiều công dân, người ta đến đây người ta cũng hướng dẫn rất là nhiều lần nhưng mà các bác không thực hiện, không viết được hồ sơ. Có những trường hợp hồ sơ khó giải quyết nhưng mà các bác tỏ vẻ không hợp tác, và khi mà đến khi giải quyết hồ sơ chuyển về các phường xã, các đơn vị có liên quan ấy, thì hồ sơ phải trả về, khi mà liên hệ lại với các bác thì các bác tỏ thái độ khó chịu, và chúng tôi làm việc ở đây rất là nhiều hồ sơ nhưng rất là áp lực. Với sự nỗ lực của mỗi cán bộ nhân viên Văn phòng Đăng ký Đất đai Thái Bình chi nhánh các huyện, thành phố trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian trong tiếp nhận trả hồ sơ đất đai, đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Sổ đỏ của tôi thì là cấp 596, đến nay không còn phù hợp. Đấy, thì hôm nay tôi lên đây, đấy, thì các anh ấy xem sổ đỏ và các anh ấy hướng dẫn, đấy, làm lại sổ đỏ mới. Tôi đến đây thì tiếp xúc với các anh ấy thì phong cách các anh ấy rất là vui vẻ, nhiệt tình. Cái chỗ nào mà không biết là hỏi là các anh ấy cũng hướng dẫn rất là thoải mái. Thì tôi là người làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở xã, sau này lên trên Văn phòng Đăng ký Đất đai để nộp hồ sơ. Thì gặp các anh ở trong Văn phòng Đăng ký Đất đai và tiếp nhận hồ sơ
và hướng dẫn rất tỉ mỉ. Thì cái gì cần bổ sung thì các anh sẽ hướng dẫn để chúng tôi làm bổ sung. Và đến hôm nay là đã có kết quả, thì đã được văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả và tôi đã nhận được kết quả và rất đúng hẹn. Với mục tiêu giảm bớt phiền hà, lấy sự hài lòng của tổ chức và người dân làm thước đo hiệu quả trong hoạt động, Văn phòng Đăng ký Đất đai Thái Bình sẽ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, mỗi người dân tổ chức khi đến nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận và trả kết quả, lấy phiếu hẹn để thuận tiện cho việc theo dõi kết quả, nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.